Thưa quý vị, ngày 15 tháng 8 tới là hạn cuối thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gặp khó khăn sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có khoảng 1/3 trong tổng số hồ sơ được duyệt và vẫn còn 29 tỉnh chưa giải ngân cho người lao động. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 2 tháng 8, các địa phương mới duyệt hồ sơ cho hơn 17.000 doanh nghiệp với 1,2 triệu lao động, tương đương 1/3 tổng số hồ sơ. Trong đó, một số địa phương đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ nhiều người lao động, hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh hơn 112 tỷ đồng, Đồng Nai hơn 72 tỷ đồng, Bình Dương 74 tỷ đồng, Bắc Giang 55 tỷ đồng, Hà Nội 45,3 tỷ đồng, Long An 31,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương có số lượng dự kiến đối tượng lớn, nhưng kinh phí giải ngân đến nay vẫn rất thấp, như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang. Việc chậm trễ giải ngân hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động khiến nhiều lao động gặp khó khăn trong bối cảnh giá cả thị trường vẫn đang neo ở mức cao. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, việc hỗ trợ chậm là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mực, thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tham mưu và còn lúng túng trong việc bố trí, sử dụng kinh phí để hỗ trợ. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chủ sử dụng lao động và chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc, sớm giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động. Theo quy định, đến ngày 15 tháng 8 tới, các địa phương sẽ phải hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ. Thưa quý vị, thưa ủy quyền của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã thay mặt Chính phủ có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi gồm 4 chương với 54 điều, trong đó bổ sung mới 9 điều, sửa đổi 43 điều và hủy bỏ 7 điều, giữ nguyên 2 điều của luật năm 2012. Cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung đối tượng báo cáo mới nhưng chưa có khung pháp lý điều chỉnh, gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian kết nối giữa người đi vay và cho vay dựa trên nền tảng công nghệ. Đáng chú ý, những sản phẩm tài chính sử dụng công nghệ như Bitcoin, tiền ảo cũng được dự thảo luật đưa vào khung quy định cụ thể để có cơ sở xử lý linh hoạt khi luật được ban hành, bảo đảm ngăn chặn rửa tiền, gian lận trốn thuế, thậm chí sử dụng tài sản này để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ. Dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 năm 2022. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Do đó, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra vào tháng 7 năm 2022, tỉnh đã ban hành chính sách giảm 50% lệ phí trực thực hiện giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. Đến nay, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 của tỉnh Thái Nguyên đạt tỷ lệ gần 68%, cao hơn so với mục tiêu đề ra đến hết năm 2022 là 55%. Tỉnh Thái Nguyên cũng đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4. Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tích cực hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Yêu cầu các cấp chính quyền cần quan tâm đầu tư trang thiết bị cần thiết tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Là lực lượng ưu tú của thanh niên quân đội, thanh niên bộ đội biên phòng luôn phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Hiện nay có 6.000 đoàn viên thanh niên tham gia trực tại hơn 1.900 tổ chốt trên biên giới. Nén lại nỗi niềm riêng, vượt qua khó khăn, thử thách, không quản ngại thời tiết, gió mưa, các anh vẫn bám trụ tại các chốt biên giới, thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, gian khổ, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, những năm qua, tuổi trẻ bộ đội biên phòng đã vận động gần 10.000 hộ, 6.000 chủ phương tiện ký cam kết không tiếp tay xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn xử lý 43.000 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, phá hàng nghìn vụ án, chuyên án về ma túy, bắt trên 5.000 vụ, tăng vật 10.000 kg ma túy các loại, hàng trăm vụ buôn lậu, bóc rỡ nhiều đường dây, nhiều vụ án buôn lậu, gian lận thương mại với trị giá hàng hóa mỗi năm hàng trăm tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Mặc dù là thời tiết khí hậu thì thay đổi thất thường,
địa hình thì đồi núi phức tạp, giao thông đi lại thì không thuận tiện. Tuy nhiên là bằng cái sự nỗ lực, cái lòng nhiệt huyết và cái sức trẻ thì cán bộ cũng như là đoàn viên thanh niên của đồn biên phòng Lũng Cú chúng tôi thì luôn luôn phấn đấu khắc phục mọi khó khăn cũng như là gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi thấy rằng là tuổi trẻ biên phòng là một cái lực lượng đoàn viên có nhiều sáng tạo. Thế rồi là các cái chương trình mà hỗ trợ các cái đồng bào dân tộc ở vùng biên giới thì rất hiệu quả. Và cái điều đó nó thể hiện cái tính sáng tạo rất cao trong việc xác lập các cái nội dung hoạt động của đoàn ở trong lực lượng biên phòng. Hình ảnh những thầy giáo quân hàm xanh chủ động khắc phục khó khăn, vất vả để gieo con chữ. Hay mỗi lần mưa bão, lũ lụt, sạt lở xảy ra, những người lính trẻ quân hàm xanh lại đầm mình trong mưa lũ, không quản gian khó, không sợ hy sinh. Sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, giúp dân vượt qua thiên tai, bão lũ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Thì tôi thấy là riêng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thì được sự quan tâm đặc biệt của Thường vụ Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, mà trực tiếp là Cục Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác đoàn một cách sâu rộng với nhiều cách làm có hiệu quả, toàn diện, đồng đều, có chiều sâu. Có thể nói trong 5 năm qua, 100% cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành nhiệm vụ, trên 85% hoàn thành tốt và xuất sắc, và có trên 7.000 đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có gần 3.800 đoàn viên ưu tú được xét kết nạp vào Đảng, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia thiêng liêng của Tổ quốc trước yêu cầu và đòi hỏi của tình hình mới.